đầu năm khai bút ước non sông, khắp chốn mọi phương ấm áp lòng. Sĩ tử miệt mài phụ môn tiến, muôn chữ thành công chép hóa dầu. Nhân dịp xuân mới Bính Thân, thầy xin chúc tất cả các học sinh trên mọi miền Tổ quốc và gia đình một sức khỏe dồi dào, một năm mới an khang thịnh vượng, muôn sự như ý, vạn sự tất thành, giúp các em học hành ngày càng tấn tới. Thầy gửi lời chúc đặc biệt đến những học sinh mà chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016. Chúc các em có một kỳ thi đạt kết quả cao với điểm số như mình mong muốn. Chúc các em thành công trong việc chọn ngành, chọn trường mà mình ước mơ. Xuân mới các em không quên nhiệm vụ và thầy xuân mới không quên lì xì. Thầy sẽ có rất nhiều phần quà cho chúng ta. Trong đó những phần quà đấy thầy chia làm hai loại. Một loại đó là phần quà về tri thức, về bài tập. Và phần quà thứ hai đó là phần quà về hiện vật, và có thể là có kèm theo ngân lượng trong đấy. Thế thì tất cả những phần quà đấy sẽ được trao cho các em. Và đặc biệt là những phần quà về hiện vật và ngân lượng thì sẽ được trao cho các em trong các cái sự kiện mà thầy tổ chức cũng như là học mãi tổ chức. Và một lần nữa chúc xuân mới, chúc năm mới chúng ta mọi sự như ý. Chúc mừng năm mới!